Sau đây thầy xin được thầy chúng ta cách chúng ta vào lớp cũng như ở trên Google Classroom. Như vậy thì các bạn sẽ đầu tiên chúng ta sẽ mở Classroom. Các bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google của mình. Đấy, chúng ta phải đăng nhập bằng tài khoản Google của mình. Rồi, tài khoản các bạn đã tạo để học online học trên Google Meet, chúng ta sử dụng luôn tài khoản này. Nó sẽ liên kết với Classroom. Bây giờ các bạn sẽ thì chúng ta sẽ sao chép một cái đường dẫn mà thầy cô giáo đã cho chúng ta. Classroom của mình các bạn dán cái kỳ việc và truy cập vào nó. Ở bảng thông báo này thì khi vào lớp các bạn đã thấy là chúng ta đã thấy xuất hiện ở đây, đó là Classroom. Các bạn nhấn cho thầy là nút tham gia lớp học. Thầy ví dụ ở đây là thầy đã tham gia vào lớp 9A. Như vậy chúng ta đã thấy giáo viên của lớp 9A hiện ở đây. Thì tất cả các bài tập thầy cô giáo giáo sẽ xuất hiện ở đây. Ví dụ thế này sẽ có bài tập của môn vật lý này, bài tập của môn mỹ thuật này. Và đường link để chúng ta học Google Meet của lớp mình cũng có trên đây luôn. Thì các bạn vào mục mọi người để xem các thành viên trong lớp mình. Thành viên trong lớp mình ở đây là thành viên trong lớp mình là thầy cô giáo giảng dạy. Bạn học của chúng ta sẽ có 20 bạn. Đây bạn nào đăng ký vào đây thì sẽ hiển thị để thầy cô dễ cái điểm dẫn thì các bạn điểm đổi tên của các bạn đúng với số thứ tư. Ví dụ như là chúng ta bạn thấy bạn An Nguyên bạn thứ 20 thì bạn sẽ đổi như thế này. Rồi việc làm của chúng ta là vào chỗ bài tập để làm bài tập. Đối với bài tập của chúng ta sẽ xuất hiện ở các môn. Ví dụ môn vật lý và bài tập của thầy cô giáo này, chúng ta sẽ vào bài xem bài tập của mình. Được chưa? Đấy. Các bạn sẽ thấy là bài tập của mình được giao ở đây chính là một cái file Word của thầy cô giáo vật lý cho chúng ta. Đây có thể tải bài này về hoặc là mở trong Google tài liệu này. Đối với đề tiếng Anh mà có một số đề chúng ta làm trực tiếp trên đề thì chúng ta mở bằng cái này ra. Đấy, chúng ta làm. Hoặc cách thứ hai. Đấy, chúng ta lưu xuống chúng ta làm. Được chưa? thứ hai là các bạn in nó ra. In nó ra. Sau đó làm ở giấy. Nộp bài như thế nào thì các bạn nộp bài cho thầy thì các bạn sẽ làm xong. Các bạn làm ở giấy thì các bạn lấy điện thoại các bạn chụp lại. Nếu các bạn làm ở tài liệu mà ở trong tài Word thì chúng ta sẽ điểm kèm ở đây. Các bạn có thể điểm kèm tệp vào đây để nộp cho thầy cô giáo nhé. Chúng ta sẽ điểm kèm tệp vào đây và bấm vào nút nộp bài. Đó, như vậy sau khi nộp bài thì thầy cô giáo chấm điểm, thì các bạn vào xem điểm của các bạn bằng cách vào lớp học và các bạn sẽ xem bài tập trên lớp và sẽ xem thể điểm của mình ở ô điểm nhá. Xem bài tập của mình và sẽ hiển thị ở đây và thầy sẽ chấm điểm ở đây. Thầy sẽ chấm điểm ở đây. Chúng ta thấy là đây là bài đã giao, đây là bài mà thầy cô sẽ trả lại cho các bạn khi hoàn thành, và đây là bài tập kiểu mà chúng ta chưa làm. Như vậy thì khi chúng ta làm thì các cái bài tập thầy cô giao ở đây, đây là bài tập được thầy cô trả bài, giống như trên lớp mà chúng ta kiểm tra điểm xong thì thầy cô sẽ trả bài bằng cái bài kiểm tra của mình vậy. Đó chính là nhiệm vụ chúng ta trong Classroom, là nơi chúng ta làm bài tập, giao các đề kiểm tra, ôn tập vân vân. Các bạn có nhiệm vụ vào đây để làm bài. Các bạn học tập thật là tốt và sử dụng thật là thành thạo để phục vụ cho việc học của mình.